Cường đô la công khai chở ái nữ xuống phố bằng siêu xe. Theo South Star, giữa lúc câu chuyện chân dài, đại gia đang nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, Cường đô la khiến khán giả không khỏi bật cười khi đăng tải trên trang cá nhân đoạn clip vi vu dạo phố với dòng chú thích. Sắm siêu xe chở trà xanh đi dạo cuối tuần, vừa khiến cư dân mạng giật mình thon thót với dòng trạng thái nhạy cảm. Bên dưới clip, Cường đô la mới tiết lộ trà xanh được anh nhắc đến ở đây chính là con gái nhỏ của anh. Siêu xe của đại gia phố núi cũng không phải chiếc xe hơi hầm hố nào mà chính là xe đạp điện nhỏ xinh. Cô bé Su Chin ngồi sau tay lái của bố, đội mũ bảo hiểm với biểu cảm ngộ nghĩnh khiến cư dân mạng phải thích thú bình luận, trà xanh này đáng yêu quá cưng không chịu nổi. Trước đó, Cường đô la nhiều lần khiến khán giả trầm trồ với độ yêu chiều, chăm sóc con gái nhỏ từng ly từng tí. Nam doanh nhân cho hay, công việc của anh là sáng làm sếp, chiều về làm vú em không lương, dành tối đa thời gian rảnh để chơi với bé. Vì vậy, dù bận rộn nhưng Cường đô la vô cùng hạnh phúc khi được đồng hành cùng các con trong mỗi chặng đường trưởng thành. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!